Hôm nay hai ba mẹ của Bo sẽ cùng thi đấu nấu trà sữa bắt tay cái nào? Đầu tiên sẽ là chuẩn bị nồi niêu xoong chảo. Để tiết kiệm thời gian, vào Google cách làm, mình mua luôn combo thái xanh, thái đỏ và phúc long. Tất cả nguyên liệu và cách làm đều đã được chuẩn bị sẵn, không cần phải nhớ chi cho nó mất công. Mình chọn trà sữa thái xanh, mong là sẽ không có bị ăn hành. Nếu mà cái combo này á sẽ nấu chung với lại 5.5 lít nước, nhưng mà nhà mình ít người quá làm sao uống hết được. Cuối cùng mình đã chia ra làm 5 phần thay vì chỉ nấu có một lần. Đun sôi 1 lít nước, mình cần có 20g trà để sôi thêm trong vòng 5 phút và sau đó tắt bếp là được. Tại nắp ủ trà trong vòng 20 phút, sau đó lọc đi lọc lại cho sạch cặn trà nhé. Cho 100g bột kem béo vào quậy cho thật tan nè. Đường có thể tùy chỉnh từ 100 đến 150g, cũng như là sữa đặc 2-4 muỗng thì ý thích. Khuấy đều, thế là xong. Phần thi của mình đã về đến bếp. Tiếp theo là ông xã với trà sữa phúc long, liệu có thành công? Công thức gốc của anh cũng cho ra 5 lít trà sữa, nhưng mà thôi, chia ra là một nửa. Cho trà vào đảo với 250g đường giống y như là xào. Đến khi thấy đường chảy ra giống như là caramel thì mình sẽ cho 2.5 lít nước vào, đừng có đợi khói bốc lên cao. Nước sôi mình đợi 5 phút thì tắt bếp, sau đó ủ thêm 30 phút cho trà ra hết. Vớt trà ra, sau đó bỏ một nửa bịch bột kem béo thôi nha. Còn đường và sữa đặc mình sẽ nêm theo sở thích thôi nè. Trân châu đen và trân châu trắng nấu y như cách hôm trước, chắc là cả nhà đã biết rồi ha. Ten đã hết thời gian và đây là kết quả. Trà sữa thái xanh với 2 tầng trân châu, ngọt dịu và béo ngậy, cực kỳ ngon lành. Trà sữa phúc long thì chỉ có 1 tầng trân châu nhưng mà rất là đậm mùi trà. Cả nhà đoán thử xem người chiến thắng sẽ là mình hay là anh chồng. Nhưng mà trước khi không ai để ý, mình phải lì một lam cái đã. Thế mà xui á là nó kéo nguyên một ngày luôn, và hôm nay chính là ngày đấy. Chân tóc thì mọc ra một khúc, vẻ mắt thì bên cục bên xòe con đậu con bay. Chưa gì mình đã thấy có điềm rồi đấy. Lúc nãy là tưởng hết mực thử ra tay, ai ngờ đâu trúng mấy cây không lem không trôi, giờ không cách nào mà chui ra được đấy nè. Mua được cây son mới về là phải thử trong sự háo hức nhẹ nhẹ. Cái vỏ hộp và cái cây son không biết sao mà nó vô cùng chặt chẽ, nó đã học được cách để rời bỏ mình rất lẹ. May không phải son thỏ chứ không thôi là gãy luôn rồi nha bé. Lấy ra được rồi thì tự nhiên phát hiện ra quên nhờ nhân viên gỡ cái miếng này, và thế là móng tay tôi muốn mẻ luôn. Ok, dùng cách khác, không dùng tay thì dùng răng, và cuối cùng thì vẫn còn vậy mới buồn. Tính đi ra ngoài đeo lens vô thì bị rách, đụng như cái áo trong nắng thì bị hở nách là sao ta. Thôi kệ, không có ai biết đâu, cứ coi như trong hôm nay đây là một cái thử thách. Mình không có ai đi xe, phải mượn đồ trong nắng của mẹ mà nguyên một cái vườn hoa hòe. Ủa mà sao cái chỗ này là miếng dán, mẹ biến đó thành cái gì vậy mẹ? Đi sắm đồ để mai lên sóng thì chỉ còn có 1 tờ 500, có tức không? Shop lại còn đang sale rất nhiều, thiệt là đau lòng. Thử thách này dễ mà, mua sương sương xong rồi đi về thế là xong. Ui, cái túi hot trend này mà có 175k thôi hả? Bữa giờ mình ăn hóng. Áo vải bố chân váy xếp ly nhìn cũng gọn gàng quá đi. Baby doll cả nhà hãy hỏi mình thì mỗi một màu mình có một cái mới vừa lòng. Ý có 175k một cái, lấy hết đẹp không đẹp không? Lựa vé xong còn phải lựa thêm cái áo mặc ở bên trong. Giờ không quyết định được lấy cái nào bỏ cái nào vậy mới rầu. Xong rồi hả? Ca thôi đó. Em ơi, lại đây chị nói nhỏ, tách 2 bill cho chị, về nhà thì chuyển khoản nha. Đây là tôi khi mới trở về từ tiệm làm tóc. Còn đây là sau 3 ngày tự gội đầu, nó cong nhưng mà cong ra 2 hướng, nhìn như mông vịt Donald vậy đó. Trời thì nó mưa, gặp thấy mình vừa mới gội đầu xong, uống kế vitamin mọc tóc của ông chồng, thấy tóc con nó có mọc lìa chỉ không theo hàng lối nào, bực dễ sợ. Chung quy là tại 2 cái chai gội xả kích mọc tóc này nè, tức quá hốt luôn tụi nó đi ra tiệm làm tóc gần nhà. Tên em bé thì đem qua gửi ông bà, trời vẫn còn mưa, tóc vẫn còn ướt, không sao, mình vẫn cứ xông pha. Đến nơi rồi, sắp có kiểu tóc mới nên nhìn hớn hở ghê ta. Nhưng mà tự nhiên nhớ ra sáng nay vội quá chưa có kịp ăn gì hết à. May quá ở gần tiệm có một chỗ bán sandwich rất là ngon, nằm ngay trong quận 8 luôn nên tính ra cũng không có xa. Ăn xong thấy tinh thần phấn chấn lên quá đã, nào là sấy nào là bấm gãy, giờ thì nhìn rất là giống như Azuma. Ten hết hồn chứ nè. Mặt mình to quá nên được anh cắt tư vấn để thêm 2 cái tóc mai, nhìn nó nhỏ gọn lại liền. Gắn thêm cái nơ lên tôi rất là hiền nha. Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại nên cả nhà mình ăn ở bên ngoài. Gia đình của mình đây, còn ngồi bên cạnh là cô em gái. Chỗ này thì siêu đông mà phải bút chỗ trước, bù lại chất lượng sashimi và sushi rất là nhiều loại. Ngoài trừ cá tươi thì xuất sắc nhất là con hàm phô mai này nè, ngon never sai. Chủ chi hôm nay sẽ là ông ngoại cho nên mọi người ăn rất là thoải mái. Đây là lần đầu tiên thử cá hồi của ông anh hai, xem chừng ảnh cũng rất là khoái. Cứ ngỡ là ông ngoại chạy ra đón mình, nhưng không, kể từ khi có em bé thì mình đã bị ra rìa rồi nè. Thật ra một ngày của mình không có gì đặc biệt, nó chỉ có những cái niềm vui rất là nhỏ nhoi, nên là mình sẽ kể cho cả nhà nghe một ngày như vậy nhé. Buổi sáng mở mắt dậy thì mình ăn thử cái bánh mì bé mèo này nè, nhìn rất là dễ thương luôn đúng không, mà nó hơi khô một chút xíu, không sao, mình ăn với nước sốt cũng được nè. Vẫn còn rất là buồn ngủ nhưng mà hôm nay đến lịch gội đầu rồi, mình phải ủ tóc trước rồi lát nữa mới gội sau nha. Cái ủ tóc này mượt mà thơm ghê. Đến cử làm bò sữa rồi, ông xã đã rửa sẵn bình rồi tiệt trùng cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ ngồi mất khoảng cỡ nửa tiếng. Niềm vui lớn nhất của những bà mẹ là nhìn con em bé phát triển như thế nào, hôm nay đã biết ngồi rồi nha. Đang ngồi chơi thì mình nghe tiếng gọi của mỏng chè là mẹ chồng mình đó. Thì ra là mẹ mới mua được quá trời là khoai. Khoai gì đó ta? Để gửi qua cho ông bà ngoại. Trên đường đi thì tụi mình ghé vô làm một chút xíu công chuyện. Đây là một trong những cái điều mà vợ chồng mình vui và tự hào nhất trong năm nay luôn á. Xong việc rồi thì đi lẹ chứ không thôi ông bà chờ. Hôm nay thì trong khu người ta làm lại cái miếng ở phía trước cửa này nè, không có đi được cửa trước, phải đành đi cửa sau. Công nhận ông ba mình kể từ khi có cháu không còn quan tâm mình đang đứng ở đâu luôn á. Ông chồng gấu thì phải dọn dẹp đồ đạc nên lúc nào cũng đi sau. Khoai thì đã đến tay bà ngoại nhưng chưa biết nấu món gì, cả nhà có gợi ý gì không? Bù lại thì bà ngoại hôm nay có cái món canh riêu cá ngon thân sầu, mời cả nhà vào bếp nhé. Cần rất là nhiều hành và thì là quá ngon quá xá. Mình thì thực sự không có phải là fan của cá nhưng mà món này ngon lắm á nha. Đó, ngày cuối tuần của mình có mấy cái nhỏ nhỏ dễ thương vậy thôi à. Còn cả nhà có cái chuyện gì nữa không? Kể cho mình nghe với nhé. Hôm nay là lễ tổng kết trước khi nghỉ hè của tên em bé nè. Bạn nào mà muốn giảm cân ít dầu mỡ thì ăn thử chỗ này nhé. Kết thúc năm học rồi, tên sư quậy được theo mẹ và các cô bạn đi ăn ở bên ngoài. Nhìn thấy cái vị sương sương đoán ngay là ăn đồ nướng, nhưng không đâu nha, như vậy là quá tầm thường. Người ta sẽ bỏ cái vị bên trên ra trước rồi bỏ bên dưới là gạo và nước. Về khoản đồ tươi chưa thấy thịt nhưng có tôm, đậu và trứng muối. Lúc này thì mới có thời gian để mà nhìn cùng khắp. Thì ra là nhà hàng hấp, thay vị bằng combo 4 loại rau và mấy chú mực mini. Sau 6 phút thì đồ ăn đã chín mình ăn thôi, nhưng mà lúc này mình đói quá quên quay rồi. Tiếp theo là mấy chú hào, món nào người ta cũng đã có nêm nếm sẵn, nhìn có ngon không nào? Rất là đậm đà, không cần chấm luôn nha. Tiếp theo là bánh bao,
bánh cuốn và xí mại mình cứ nghĩ đồ hấp thì nó không có ngon nhạt nhách, nhưng mà bây giờ thì phải nghĩ lại. Cái này có hai phần, ở bên dưới là mướp, ở bên trên là chả, nhai nghe dai dai. Đây là cá hấp mướp Nhật, công nhận ít dầu mỡ thì ăn vô thấy khỏe thật. Tèn ten đến lượt bánh xếp và nấm nhồi được lên bếp. Mình đoán là nấm nó sẽ mềm nhũn nhưng không, nó dai giòn sần sần. Vỏ bánh xếp nhân rất vừa, ăn một rồi lại muốn ăn tiếp. Ngon không thắc mắc là cuốn rong biển và cuốn đậu hũ kia thật sự là xuất sắc. Nhân giòn dai và bên ngoài cũng rất là đậm đà. Trước giờ mình không có thích cá nhưng mà công nhận món này ngon lắm nha. Thì ra là nước dùng khi hấp nó chảy xuống là món cháo siêu ngon, hay quá ta. Thanh lọc cổ họng và một ly soda. No quá cô bố, chờ mẹ nha.